ấy là người phụ nữ Jinsu. Cô ấy chọn nước mắm Jinsu cá cơm mùa xuân sang trọng và cao cấp nhất để thết đãi bạn bè. Cô ấy luôn chăm sóc gia đình với trọn bộ gia vị Jinsu. Nước mắm Jinsu cá cơm mùa xuân thơm ngon tới giọt cuối cùng. Jinsu Food.